những giới như không trang điểm, không thưởng thức nghệ thuật mà tỳ khưu phạm nhiều lần thì có sao không? Giới này để tôi. Cái giới này là cái giới trong, nếu nói cư sĩ là trong 5 giới nha, ở 8 giới. Rồi thì keo nằm trong ưng đối trị nha. Vì biết đó, những cái đối trị là lúc tá rồi nó mấy cái giới đó nên nó chồng nha. Chồng. Cho nên đọc lần thứ nhất là nó không phải là phạm rồi cái bữa sau phạm nữa không sao, giống như người nào có những người em mắc cười lắm, nhưng mà lỡ phạm rồi cái chơi cho tới luôn nạn vậy. Không phải bây giờ mình không tắm bữa đi thì bữa sau mình tắm nữa, nhưng nó dơ gấp đôi, nó dơ gấp rưỡi, chứ đâu phải là mình ở dơ bữa đầu rồi bữa tôi ở dơ tháng không là không sao, là cũng nó cũng dơ như bữa đầu không phải. Cho nên tội tỳ kheo nó như viên gạch chồng, các vị bên miếng nói nó như viên gạch chồng, phạm cứ phạm viết không sám hối, phạm viết tất nhà ở luôn. Tính chồng nó như vậy nè, thí dụ như cái tội, cái giới mà không có ca hát á, là mỗi một câu phạm một tội, phạm nhiều lắm. Tức là mình cứ ca lên một câu là phạm một tội, mà một bài hát á, là nó có bao nhiêu câu là mình phạm bấy nhiêu tội. Sao nghe bài khác phạm nữa, phạm tới luôn chứ mà một lần cũng phải một lần. Chưa nói đến ấy nữa, chưa nói đến bất ngờ gì tăng tàn khổ. Còn cái chuyện mà phạm nhiều lần có sao không á, thì đương nhiên là mình phạm thì cái nghiệp mình gánh thôi chứ sao. Mình phạm bằng những ảnh hưởng mình và ảnh hưởng người khác. Đúng rồi. Dù bây giờ mà nó cái giới nhạy cảm nhất là cái giới ăn chiều. Bây giờ mà tôi không, mà mình giữ mà mình gặp mình ở chung với mấy ông mà cứ chiều quất không là mình cũng động tâm lắm nha, nó chịu không nổi nha, ngửi thơm chiều mì gói ngửi, cho nên ảnh hưởng nhiều lắm. Mà mình ở với người giữ giới không á, mình muốn phạm mình cũng nhìn lại nữa, họ gì họ cười mình thàm quý, cho nên mình giữ hay không quan trọng.